Sáng nay, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban Nhân dân huyện Bầu Bàng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2023 với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng đã đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân. Những năm qua, Bình Dương đã trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và phát triển ổn định. Đi đôi với vấn đề này, công tác bảo vệ môi trường luôn được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được một số thành tựu nhất định. Hàng năm có hàng trăm đợt ra quân dọn dẹp, xóa các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, thu gom hàng chục ngàn tấn chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, dọn dẹp hàng trăm km đường xá, trồng và chăm sóc hàng chục ngàn cây xanh, nạo vét kênh mương, tù động. Trong đó, huyện Bầu Bàng cũng là một địa phương vừa có tốc độ phát triển nhanh và mạnh về kinh tế xã hội, vừa thực hiện hiệu quả các hoạt động phong trào bảo vệ môi trường. Nổi bật là thực hiện chiến dịch trường học xanh, khu ấp xanh. Trong hơn 2 tháng phát động, có tới 17 trường học tham gia hiệu quả mô hình trường học xanh, 44 ấp, khu phố tham gia và đạt khu ấp xanh. Điều này đã tạo được cảnh quan xanh, sạch đẹp cho huyện nhà. Sự kiện hôm nay là cơ hội để tỉnh Bình Dương nói chung, huyện Bầu Bàng nói riêng có thêm động lực cùng phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, học tập, thay đổi nhận thức thói quen về bảo vệ môi trường. Nhân buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Bầu Bàng đã trao hoa và quà khen thưởng cho 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động bảo vệ môi trường năm 2023. Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã dành thời gian tham quan các gian hàng triển lãm mô hình, công nghệ thân thiện với môi trường, các gian hàng ẩm thực xanh.